K21 cũng là cái khóa mà khi mà các bạn vào trường đó thì các bạn được dự lễ khai giảng trên mảnh đất gần suốt hơn 20 năm nhà trường mới bắt tay xây dựng được, và các bạn cũng được dự lễ tốt nghiệp tại chính cái cơ sở mà mơ ước bao nhiêu năm của tất cả các thầy cô và sinh viên của trường. Những cái mới trong lễ tốt nghiệp năm nay dành cho K21 nhưng cũng là dành cho tất cả sinh viên của trường. Trong điều kiện có khả năng, thầy cô luôn tìm cái giải pháp tốt nhất để các bạn có những khoảnh khắc mà khó quên trong cuộc đời sinh viên của các bạn, thì tất cả mọi thứ đều được chăm chút. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay. Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay. Là cảm xúc khó nói chỉ biết nhìn ngẩn ngơ. Níu ta áo dài bay bay sẽ hận hồn. Sao hôm nay ta cách xa rồi? Đến bao giờ được thêm một lần chờ nhau thong dong trên chiếc xe đạp? Thay mặt toàn thể sinh viên khoa ngoại ngữ, chúng em xin chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Kính chúc á, nữ thì các em năm nhất năm hai mới vô á, thì thường rất là xinh xắn dễ thương, nhưng mà qua được 1-2 năm và qua nhiều mùa đồ án ấy, là bắt đầu bị dập các bạn tan. Những năm gần ra trường ấy, thì đột nhiên qua một mùa hè dừng các bạn lột xác toàn bộ, giống như bạn nào cũng trở nên rất là đẹp mặn mà. Như các bạn đang nghĩ gì? Bạn có nhớ đến lúc lớp bỗng bị kiểm tra, một đứa học nhắc cả bọn chép luôn? Rồi có nhớ đến lúc lỡ trốn học vài hôm, sáng ra đi xem phim bao cả già? Sẽ rất buồn và sẽ hận hồ. Thank you.
Tất cả các khóa sinh viên đã nhận các bạn vào trường thì nhà trường luôn suy nghĩ là làm thế nào để các bạn có một môi trường học tập tốt, các bạn có điều kiện để phát triển bản thân, các bạn có điều kiện để chứng minh tài năng của mình, các bạn có những cái kỷ niệm mà không thể nào quên được. Cô chúc các bạn cùng với gia đình một cái ngày hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc nhất trong suốt bao nhiêu năm đi học của các bạn. Các bạn hãy tận hưởng những cái giây phút này bởi vì nó khó, không thể có lại lần thứ hai. Cô chúc cho tất cả các bạn luôn luôn thành công trong cuộc đời của mình, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn tìm thấy những cái niềm vui, luôn luôn đón nhận thử thách với nụ cười trên môi.